Trần Gia Phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần thì chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt, chủ yếu tìm hiểu sâu các vấn đề, có thể đó là vấn đề liên quan tới thời sự, có thể đó là vấn đề quý vị quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Đó là chủ đích của chương trình đặc biệt cuối tuần của chúng ta. Và quý vị, trong cái chương trình đặc biệt cuối tuần này, thì như là Phong đã đưa tin trong mấy tuần lễ này, là khối phiếu người da đen dành cho Joe Biden đã giảm sút, ngược lại tăng đối với ông Trump. Theo báo cáo của tờ New York Times phối hợp với lại Siena College cho thấy rằng là khối phiếu người da đen dành cho ông Trump lên tới 22%. Và đặc biệt là những người cộng đồng da đen ở các tiểu bang swing state đều ủng hộ cho ông Trump vượt trội so với Joe Biden. Và gần như là Joe Biden đã bị dẫn trước ở một số các tiểu bang chiến lược, tức là những tiểu bang mà swing state. Và trong đó thì cho thấy là ông ta bị dẫn từ 2% cho tới 9% tùy theo mỗi tiểu bang. Thì quý vị, những cái tin này Phong đã loan cho tất cả khán thính giả được biết rồi. Và trong một cái bài phỏng vấn mới nhất 28 tây tháng 12 đăng trên tờ Epoch Times Anh ngữ, và trong đó thì một lần nữa nhân vật lãnh đạo của Black Lives Matter là ông Mark Fisher lại có cuộc phỏng vấn mới, và trong đó ông nói rằng chính ông Trump đã nói trực tiếp về những cần thiết của người da đen. Và ông nói rằng một số chính trị gia vẫn lợi dụng cái màu da chủng tộc để mà tránh nhắc tới những sự thất bại của họ. Và chính vì vậy mà Mark Fisher cùng với nhiều người da đen đã chuyển qua số phiếu dành cho ông Trump. Quý vị, câu chuyện này như thế nào? Có lẽ chúng ta lướt qua cái bài phỏng vấn với ông Mark Fisher để chúng ta thấy được chuyện gì đang xảy ra và tại sao càng bị tấn công bởi một số công tố viên da đen thì ông Trump lại được lòng của rất nhiều những cử tri da đen. Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin này để chúng ta xem. Quý vị, trên đây là hình bài phỏng vấn là Trump đã nói trực tiếp về những cần thiết của cộng đồng người da đen. Đó là lời phát biểu của lãnh đạo của Black Lives Matter. Và trên đây quý vị thấy hình, đây là hình của ông Mark Fisher, vốn là lãnh đạo của phong trào Black Lives Matter ở tại Rock Island trước đây và bây giờ tại Washington DC. Quý vị, Tổng thống Trump đã làm rất nhiều cho cộng đồng người da đen hơn bất kỳ một tổng thống nào. Đó là lời phát biểu của Mark Fisher, là lãnh đạo của phong trào Black Lives Matter, người đã chuyển qua ủng hộ cho cựu Tổng thống Trump. Tôi tin rằng Donald Trump là một ứng cử viên tốt nhất mà chúng ta có cho cộng đồng da đen. Và tôi nghĩ ông đã nói trực tiếp về những cần thiết của người da đen trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình Newsmax. Ông đã cho biết như trên. Và việc này đã được chứng minh và ông đã làm rất nhiều cho người da đen hơn bất kỳ một tổng thống nào mà tôi nhìn thấy trong cuộc đời của tôi. Và tôi muốn dành cho ông ta thêm một cơ hội nữa. Một số thành viên của Đảng Cộng Hòa đã sử dụng cái vấn đề, một số nhà chính trị thì đúng hơn, đã sử dụng cái vấn đề chủng tộc để mà tránh nhắc tới những thất bại của họ. Ông Fisher đã phát biểu với lại cơ quan truyền thông trên. Và nếu cái vấn đề chủng tộc coi là vấn đề, thì tại sao cái hệ thống trường học của chúng ta lại được và các cái thành phố điều hành bởi Đảng Dân Chủ đã thất bại trong vòng 50 năm qua? Ông đã đặt câu hỏi. Và tôi rất mệt mỏi với những người đã tìm cách gọi là chia rẽ người dân Hoa Kỳ và sự tổn thương của người dân Hoa Kỳ, và tôi thấy rõ ràng nó đang nằm ở trên hàng đầu. Ông Fisher là đồng sáng lập của cái Black Lives Matter Chapter ở tại Rock Island và gây bất ngờ cho nhiều người khi ông tuyên bố ủng hộ cho ông Trump trong cuộc phỏng vấn với tờ Epoch Times hồi tháng 10. Và ông Fisher đã không đồng ý với lại Đảng Dân Chủ và kể cả Đảng Cộng Hòa trong cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh là ông Trump, người là duy nhất là đang là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, và ca ngợi ông là một ứng cử viên tốt nhất. Ông ta đã chống lại tình trạng gọi là tham nhũng. Ông ta không bị mua chuộc, ông ta không bị bán,
và ông ta đã cho tất cả quý vị một cái sự thẳng thắn và giữ tất cả những sự thật và có liên quan tới những người làm cho họ yêu mến ông ta. Và quý vị nhìn thấy tất cả các đảng và các ứng cử viên tiềm năng, bao gồm luôn cả tổng thống hiện nay và phó tổng thống. Tôi nghĩ rằng ông là người ứng cử viên tốt nhất mà chúng ta có và không có gì phải động não thêm. Và ông Fischer tin rằng ông không phải là người duy nhất ủng hộ cho ông Trump ở trong phong trào Black Lives Matter. Tôi nghĩ rằng là có một cái sự bắt đầu và sự quay trở lại. Ông đã trả lời như trên với lại người postcard có tên là Kim Iverson trong tháng 11 và nói rằng ông nghĩ có rất nhiều người da đen đã bắt đầu tìm cách gọi là thay đổi cái suy nghĩ của họ về đảng Dân Chủ. Và từ lâu nay thì họ đã trở thành chúng tôi đã trở thành nô lệ của đảng Dân Chủ. Và cộng đồng da đen ủng hộ cho ông Trump. Ông Fischer đã không đứng một mình trong cộng đồng da đen để mà muốn Tổng thống Trump trở thành Tổng thống năm 2024. Có rất nhiều những người da đen mỗi một ngày để ủng hộ cho ông ta. Và hãy nhìn vào những ca sĩ nhạc rap. Người mới nhất đã đứng chung với, quay lưng với đảng Dân Chủ. Và đó là chính là Waka Flocka Flame. Người đã loan báo trên Twitter là ông ta sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Vào ngày 16 tháng 10 thì ca sĩ nhạc rap này đã bỏ một tấm hình của anh với Tổng thống Trump và một cái post rất đơn giản là Trump 2024. Và hãy nhìn thấy những cộng đồng của da đen ở Fulton County khi mà họ đón chào ông Trump trên đường mà ông tới nhà tù ở tại đây. Và họ biết được rằng chính quyền này đã sách nhiễu ông ta bởi vì họ đã nhìn thấy được trong cuộc sống của họ và họ nhận ra được sự bức hại này. Ông Fischer cho biết ông không sợ hãi khi mà nói với cộng đồng da đen về sự ủng hộ của ông đối với Tổng thống Trump. Tôi đã có thúc đẩy ngược lại khi mà tôi dự tính rằng tôi sẽ có rất nhiều những cái tổ chức và không chỉ có ở trong cộng đồng da trắng và kể cả trong cộng đồng của tôi. Tuy nhiên có những điều mà ở trong lãnh thổ quý vị là một lãnh đạo, quý vị cần phải vững chắc và quý vị không thể sợ hãi. Và rất nhiều người trong cộng đồng da đen đã thầm lặng đứng sau lưng của Tổng thống Trump và muốn nhìn thấy ông quay trở lại ghế Tổng thống. Đó là lời phát biểu của ông Fischer. Họ không thể nói ở trước công chúng bởi vì họ sợ e ngại từ cộng đồng. Tuy nhiên, sự e ngại này bởi vì họ có những cái mặt mũi, họ có những cái công việc làm ăn, họ có những mối quan hệ, họ không muốn đưa những mối quan hệ này đổ vỡ. Tuy nhiên, họ nói bằng chính cái lá phiếu của họ. Đây là lời phát biểu của ông Mark Fisher đã đưa ra. Như vậy thì quý vị, để nhấn mạnh thêm cái lời nói của ông Mark Fisher, tôi tạm thời đặt tên cho những người này, ngoại trừ ông Mark Fisher là người công khai ủng hộ cho ông Trump, và một số rapper, tức là một số ca sĩ nhạc rap công khai ủng hộ cho ông Trump. Đa số ca sĩ nhạc rap quý vị biết đều là những người da đen cả. Thì quý vị, những người da đen thầm lặng, họ đã trả lời bằng lá phiếu. Và những người này, tôi đặt tên cho họ là Ghost Voter, tức là những lá phiếu ẩn hình. Những lá phiếu này không bao giờ xuất hiện trước công chúng và họ chỉ xuất hiện đúng lúc mà thôi. Và tại sao tôi gọi là họ là Ghost Voter? Nó khác với những lá phiếu ma của Joe Biden nha. Quý vị đừng có hiểu lầm. Năm 2020, Joe Biden đã có rất nhiều phiếu của người chết. Thì cái đó là quý vị gọi là những Ghost Voter. Nhưng cái chữ Ghost Voter này, tôi tạm dịch nó là những lá phiếu ẩn hình. Là bởi vì ông Trump đã thắng vẻ vang đối với bà Hillary Clinton nhờ những khối phiếu này. Trong các cái cộng đồng giới ở những vùng nông thôn và những tiểu bang được xem là đang phải nỗ lực với nền kinh tế thật là bết bát dưới thời của Obama. Thì quý vị, họ không có trả lời phỏng vấn. Họ cũng không tham gia vào tất cả những cái cuộc thăm dò. Họ cũng không bao giờ lên tiếng nói về chính trị. Họ không bao giờ nói về chính trị luôn. Họ cũng không muốn bàn tới chính trị luôn. Nhưng khi đi bỏ phiếu thì họ lại bỏ phiếu cho Donald Trump. Và họ thuộc lòng cái tên Donald J. Trump, tức là Donald John Trump đó quý vị. Họ thuộc lòng để trường hợp mà lỡ mà tên ổng không có trên phiếu bầu, họ vẫn viết đúng tên ổng trên phiếu bầu. Thì quý vị, tôi gọi họ là Ghost Voter, những lá phiếu ẩn hình thầm lặng. Là bởi vì năm 2016, quý vị còn nhớ, lúc đó bà Hillary gần như thống trị cả khối truyền thông. Tất cả từ hang cùng ngõ hẻm đều thấy là rating của Hillary đè bẹp ông Trump. Ông Trump không có cửa thắng với lại Hillary Clinton. Gần như là họ, gần như là báo chí truyền thông cho tới từng ngõ ngách trong trường đại học, cho tới những cái sở làm,
ai cũng chuẩn bị để cho chúc mừng cho Madam President được đắc cử tổng thống. Nhưng trong đêm bầu cử năm 2016, kết quả bất ngờ. Những ghost voter này đã xuất hiện đúng lúc để mà bỏ lá phiếu của họ cho ông Trump. Họ bất mãn với chính sách của đảng Dân Chủ trong nhiều năm, nhưng họ bất lực không làm gì được. Và họ gần như bỏ mặc lá phiếu của họ trong nhiều năm, kể từ khi Bill Clinton lên làm tổng thống. Thì họ đã bỏ mặc lá phiếu của họ, họ không quan tâm tới bầu cử nữa quý vị. Có thể nói từ thời Bill Clinton cho tới thời của Obama, những người này họ không quan tâm tới chính trị. Họ không đi bỏ phiếu, có những người là bỏ luôn, không đi bỏ phiếu nữa. Thì quý vị, họ chán nản với cái nền chính trị đầy đảng phái của Hoa Kỳ và cái bãi đầm lầy của Washington. Tên nào lên thì cũng cam kết là tôi sẽ tới thay đổi Washington, tôi sẽ là gột rửa cái bãi đầm lầy của Washington, tôi sẽ chống cái tham nhũng của Washington. Nhưng mà rồi những tên chính trị gia này cuối cùng lại chui vào cái guồng máy đó. Không có gì thay đổi hết. Trong suốt từ thời Bill Clinton cho tới cuối thời của Obama, nó không có gì thay đổi hết. Do đó quý vị, những người này là cái khối lượng người rất đông đảo ở Hoa Kỳ. Có thể nói họ chiếm hơn phân nửa ở Hoa Kỳ. Nhưng mà họ lại không muốn đi bầu. Bởi vì họ chán nản cái nền chính trị này. Bởi vì họ cho rằng mình đang có một cái broken system. Tức là chúng ta đang có một cái hệ thống đã bị hư hỏng. Người Mỹ họ gọi là broken system. Tức là một cái hệ thống bị hư hỏng rồi. Khó rồi, bại liệt lắm. Do đó họ không có đi bầu. Và đến khi mà ông Trump ra tranh cử thì lúc ban đầu ông đánh với 16 ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Họ coi ông Trump giống như một trò hề. Họ tưởng ông đang ra diễn hề cho mọi người xem. Tại vì không ai tin rằng ông Trump thắng cả quý vị. Lúc mà ông tuyên bố ra tranh cử tổng thống, đứng chung với 15 ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, toàn là những thứ gạo cội, kinh nghiệm dày dặn và có những người là gia đình có bề dày hai đời tổng thống như Jeb Bush, cựu thống đốc của Florida. Hai đời cha và anh đều là tổng thống. Thì ông Trump giống như là một cái trò hề quý vị. Nhưng bất ngờ ông đánh bại từ ứng cử viên này tới ứng cử viên khác. Và ông bắt đầu speak out. Ông bắt đầu nói ra cái điểm của ông tranh cử. Lúc đó mọi người đều bật ngửa hết. Mọi người đều bật ngửa hết. Nhưng sự bật ngửa đó vẫn còn hoang mang quý vị. Có thể nói là thời điểm đó rất nhiều người, cả bản thân của tôi vẫn còn hoang mang. Tôi thích ông Trump bởi vì lúc đó thật sự tôi bầu cho ông Trump. Không phải vì tôi tin tưởng cái khả năng của ông. Mà tôi bầu cho ông Trump bởi vì tôi không ưa Hillary Clinton. Cho nên thời điểm đó tôi là người bỏ phiếu cho ông Trump. Nhưng lúc đó quý vị, mình bỏ phiếu cho ông Trump với cái tinh thần là bởi vì tôi không ưa con mẹ Hillary Clinton. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thật sự lúc đó tôi cũng rất hoang mang. Mặc dù rằng tôi chứng kiến ông đánh bại từ ứng cử viên này tới ứng cử viên khác. Những ứng cử viên sừng sỏ nhất của đảng Cộng Hòa từ từ rút lui hết. Và cuối cùng ông Trump đoạt được cái ngôi đầu đại diện cho đảng Cộng Hòa ra tranh cử. Thì quý vị, khi mà ông Trump chính thức đại diện cho đảng Cộng Hòa ra tranh cử thì đám Dân Chủ đã bắt đầu ôm bụng cười rồi. Tại vì họ nghĩ rằng là lấy cửa gì mà thắng được Hillary Clinton, lấy cửa gì mà thắng được ông Trump đây, là thắng được bà Clinton đây. Nhưng họ lầm. Trong lúc ông Trump vận động tranh cử, ổng không có tiền. Ổng sử dụng tiền túi của ổng chứ không có tiền đóng góp. Bởi vì lúc đó đâu có ai tin ổng mà đóng góp tiền cho ổng đâu quý vị. Ổng dùng tiền túi của mình tranh cử thôi. Thời điểm đó, còn tất cả các ứng cử viên khác, người nào cũng dồi dào tiền bạc từ bá tánh khắp nơi góp tiền cho họ. Rồi các cái đại công ty góp tiền cho họ, những giới trung lưu góp tiền cho họ. Họ có một cái ngân quỹ tranh cử khổng lồ. Ông Trump không có. Ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ, ông phải dùng tiền túi của mình. Tại vì đâu có ai tin ông mà đóng góp tiền cho ông đâu. Đúng không quý vị? Lúc đó đâu có ai tin ông đâu mà đóng góp tiền cho ông. Ông bỏ tiền túi của mình ra. Và với số tiền ít ỏi của một cá nhân làm sao tranh nổi với tiền của thiên hạ góp lại. Nhưng ông có cách về truyền thông. Mặc dù ông không phải là một người giỏi về chính trị và biết về chính trị. Nhưng ông là lão tổ của truyền thông. Ông sinh hoạt trong ngành truyền thông mấy chục năm rồi. Do đó, mặc dù tranh cử ít tiền, nhưng ông biết cách lợi dụng truyền thông nhắc tới tên của ông. Để khỏi tốn tiền, nhưng mà người ta vẫn nhắc tên mình mỗi ngày. Do đó,
Mỗi một ngày, ông đưa ra một câu tuyên bố sốc để gây chú ý. Và cái cách của ông thành công, và ông chỉ dùng một cái tweet của ông thôi, cộng với lại cái lời tuyên bố của ông thôi. Và cứ như vậy, mỗi một ngày truyền thông đều không dừng nhắc tên ông. Trong khi các ứng cử viên khác trong đảng Hòa tốn cả triệu bạc, vẫn không làm được. Bởi vì ông Trump là lão tổ trong cái ngành truyền thông. Ông rất rành cái ngành truyền thông, mặc dù ông không có kinh nghiệm chính trị. Do đó, cuối cùng, ông chiến thắng trong đảng Cộng Hòa. Nhưng điều quan trọng không phải điều đó. Điều quan trọng, ông đã khơi được cái lửa của những lá phiếu mà từ xưa tới nay, người ta chán nản, người ta không đi bầu. Như tôi nói lúc nãy, từ thời Bill Clinton tới thời cuối thời Obama, đông lắm, gần như chiếm phân nửa số người Mỹ, họ không muốn đi bầu. Họ không muốn đi bầu, tại vì họ chán nản. Họ thấy rằng là cái nền chính trị Hoa Kỳ gần như là bế tắc rồi. Họ bỏ mặc luôn, kệ mày đảng nào cũng được hết. Nhưng ông Trump là người làm cho họ thấy rõ vấn đề. Hey, nếu các anh không ra đi bầu thì các anh phải tiếp tục sống trong cái môi trường như vậy suốt mấy chục năm nữa, và con cái của các anh cũng sẽ sống trong những môi trường như vậy nếu chúng ta không thay đổi. Nếu chúng ta không thay đổi thì sẽ không làm được. Và ông Trump đã đánh đúng vào cái cần thiết của những người đó. Đa số là những giới trẻ học xong trung học, một là đi lính, còn hai là nghỉ việc ở nhà phụ việc nhà thôi, ít có bằng đại học. Thành phần này là thành phần bỏ mặc bầu cử nhiều nhất. Và rồi họ sống 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm ở cái quê nhà của họ, ở một cái tiểu bang nào đó. Quý vị, chính ông Trump khơi dậy tại sao tụi bay lại không có đường tiến thân. Tại sao mà tất cả đều rơi vào tình trạng này? Là do cái system họ tạo ra từ cái nền chính trị bế tắc này. Nếu mình không thay đổi cái system này thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Và tới con em của quý vị cũng sẽ bị như vậy. Ông Trump đánh đúng vào cái tâm lý và cái khát vọng của những người đó. Khơi dậy cái niềm tin vào cuộc sống của họ. Khơi dậy về cái tin tưởng vào lá phiếu của họ. Ông Trump làm được. Cho nên đêm hôm đó, tất cả những lá phiếu Ghost Voter này xuất hiện, lật đổ tất cả kết quả bầu cử. Hillary Clinton 2 giờ sáng phải đọc bài diễn văn thua cử, trong khi ông Trump cũng không soạn bài diễn văn thắng cử. Là bởi vì cái khối phiếu này họ bừng tỉnh trước những cái lời nói chuyện của ông Trump. Và họ cảm thấy rằng, mặc dù ông này không biết mẹ gì hết, nhưng mà ông có thể thay đổi được một phần nào cái môi trường ở DC. Thì lúc đó họ bỏ phiếu cho ông Trump với một cái nghĩ là họ phản kháng lại cái đám ở DC thôi. Chứ cũng chưa chắc họ ủng hộ cho ông Trump nữa, quý vị. Nói thẳng luôn, lúc đó 2016, họ bỏ phiếu cho ông Trump là bởi vì họ phản kháng lại cái system, cái hệ thống ở DC. Chỉ đơn giản vậy thôi. Họ muốn có một người điên điên khùng khùng vô phá nát cái hệ thống này đi. Họ muốn như vậy. Do đó họ bỏ phiếu cho ông Trump. Nhưng 4 năm ông Trump làm tổng thống, họ giật mình. Họ mới thấy được cái học thuyết của ông Trump. Và bắt đầu họ nhìn ra được nhiều thứ. Họ nhìn ra được nhiều thứ mà từ xưa tới nay họ không nhìn ra. Quý vị, họ nhìn ra rất rõ. Họ nhìn ra rất rõ những cái trò của DC, những cái lạm dụng, những cái thương thảo, những cái lobby. Tất cả họ nhìn thấy hết. Ông Trump vạch hết, và kể cả giới truyền thông, kể cả giới giải trí mà xưa nay họ thần tượng. Thì bây giờ lột hết quần áo của những người đó ra, trắng trợn trước mặt mọi người, thì người ta mới thấy được con người thật của những kẻ này. Thì quý vị, 4 năm ông Trump đã thay đổi vận mạng của nước Mỹ. Đáng tiếc là năm 2020 chúng ta bị dở trò. Và vì ý y, mình đã bị dở trò, cho đến lúc giờ chót mình không còn đỡ kịp nữa. Và kết quả của năm 2020 chúng ta đã thấy. Và những người Mỹ thầm lặng này, họ cũng nhìn thấy. Và họ rút vào bóng tối. Họ rút vào bóng tối có nghĩa là 2022 họ không đi bỏ phiếu. 2022 họ hoàn toàn không đi bỏ phiếu. Và họ dự tính 2024 họ cũng không đi bỏ phiếu luôn. Nếu ông Trump không ra. Nếu ông Trump không ra họ không đi bỏ phiếu. Bây giờ thì ông Trump tuyên bố chính thức ra rồi. Thì quý vị,
những thành phần Ghost Voter này, họ vẫn là những lá phiếu ẩn hình. Họ chưa xuất hiện, họ không bao giờ trả lời phỏng vấn, họ không bao giờ trả lời các cuộc thăm dò, họ cũng không bao giờ nhắc tới chính trị hết. Họ chờ đúng cái cơ hội đó để họ bỏ phiếu. Và ông Mark Fisher nói rất là rõ ràng, rất nhiều những người da đen vì làm ăn, vì mặt mũi và vì những mối quan hệ xã hội của họ, họ không muốn vì ủng hộ cho ông Trump, họ mất những cái mối liên hệ này ở trong cộng đồng của họ. Họ không muốn. Chính vì vậy mà họ im lặng và họ sử dụng lá phiếu của họ. Quý vị, đây là lời của Mark Fisher, lãnh đạo của Black Lives Matter, người đã tuyên bố chính thức ủng hộ ông Trump. Thì quý vị, điều này để tôi giải thích thêm để cho quý vị thấy là những lá phiếu thầm lặng này rất là nhiều. Họ không xuất hiện trước công chúng. Họ lấy kinh nghiệm của năm 2020. Chính vì cái sự tràn ra đường của họ năm 2016 đã khiến cho đảng Dân Chủ giật mình. Và lập tức họ lắp cái hệ thống họ lại. Và kết quả ai cũng thấy. Năm 2016, ông Trump thắng Hillary Clinton 65 triệu phiếu. 2020, ông thua cho Joe Biden. Ông được 74 triệu phiếu. Ông rơi tới 9 triệu phiếu mà ông thua. Không ai tin điều này. Ông rơi hơn 9 triệu phiếu mà vẫn thua cho Joe Biden 81 triệu phiếu. Thì quý vị, chúng ta biết được con số 81 triệu phiếu này từ đầu ra rồi. Tôi không muốn nói nữa. Tôi không muốn nhắc chuyện của 2020 nhiều. Nhưng cái khối phiếu thầm lặng của ông Trump là phiếu thật. 74 triệu phiếu này là phiếu thật. Thì sau cái biến cố của năm 2020, họ rút hết. Thì quý vị thấy năm 2022 thì có một phần vì ủng hộ cho ông Trump ra mặt. Họ vẫn ủng hộ. Đảng Cộng Hòa lấy lại được Hạ Viện. Nhưng đó chỉ là một phần, tôi nghĩ là một phần năm của tổng số phiếu của ông Trump thôi. Chưa hết. Tại vì những người đó họ thấy rõ ràng cái hệ thống này nó nguy hiểm quá. Nó sẵn sàng sắp đào. Và càng lúc họ càng chứng kiến gần tới ngày bầu cử, khi ông Trump chính thức tuyên bố ra tranh cử, thì họ thấy nguyên cái hệ thống này nó bắt đầu maximize hết tất cả quyền lực của nó, tất cả những cái công cụ, tất cả những cái phương tiện tấn công vào ông Trump. Thì những người thầm lặng này họ lại càng kín đáo hơn. Họ tránh tiếp xúc với giới chính trị, họ tránh quyên tiền cho giới chính trị, họ tránh tham gia vào tất cả những cái cuộc gọi là thăm dò của các cơ quan truyền thông hay các cơ quan nghiên cứu thăm dò v.v. Họ tránh hết. Họ giữ im lặng, họ đi làm, họ về nhà, họ lo cho gia đình, con cái và họ gần như không muốn dính líu gì tới hết. Nhưng lá phiếu của họ vẫn là cái tên Donald Trump, bất kể sự thể là sao. Họ chỉ tin Trump mà thôi. Họ không tin cái đám Cộng Hòa ở DC. Họ không tin cái hệ thống của vận hành của chính quyền liên bang. Họ không tin ai hết. Và quý vị thấy, trong những năm gần đây, các cuộc thăm dò đều thấy. Những người mà họ không tin, họ im lặng, họ không nói. Còn những người khác cũng lên tiếng nói đó. Thì quý vị thấy là gì? Cái rating của tất cả truyền thông xuống thấp nhất. Cái mức độ tin tưởng vào hệ thống pháp trị của Hoa Kỳ cũng sụt giảm luôn. Cũng sụt giảm luôn. Bởi vì mắt của họ nhìn thấy rõ ràng trong cái hệ thống xưa nay họ tin tưởng đã lọt rào vào rất nhiều những con sâu. Những con sâu này nó đang quậy ở trong các cơ quan chính quyền liên bang. Và mục tiêu của những con sâu này đều nhắm vào Donald Trump. Do đó họ giữ kín và họ im lặng. Thì quý vị thấy vừa rồi CNN, New York Times thì đúng hơn, New York Times, tờ báo cánh tả này phối hợp với CNN là cộng đồng da đen ủng hộ cho ông Trump lên tới 22%. Đó là những người mạnh mẽ, những người bạo phổi và những người cương quyết giống như là ông Mark Fisher, họ lên tiếng. Nhưng còn đại đa số thầm lặng còn lại, họ giữ im lặng. Họ giữ im lặng, họ có thể là một người rất bình thường trong cái rally của ông Trump thôi. Họ là người rất bình thường trong cái rally đó thôi. Chứ họ không có ồn ào, họ không có tuyên bố, họ không có nói gì cả. Và quý vị, cái khối lượng này càng lúc càng dày lên. Đó là lý do tại sao mà bây giờ tất cả các nơi đều thấy là ông Trump gác điểm. Mà đảng Cộng Hòa không ai vượt qua được con số 20%. Trong khi ông Trump thì 50-60%.
Mặc dù rằng những người này họ không lên tiếng, họ không tham gia các cuộc thăm dò. Họ không tham gia các cuộc thăm dò. Thì cái lượng người này rất đông. Thì quý vị, lần này ông Trump chiến thắng là nhờ khối phiếu thầm lặng này. Tôi có thể nói là nhờ khối phiếu Ghost Voter này. Họ là những tấm phiếu ẩn hình và họ chỉ xuất hiện đúng lúc trong mùa bầu cử. Và chỉ có bầu cử tổng thống và với điều kiện là ông Trump là ứng cử viên thôi. Còn nếu không, họ không đi bầu. Họ có một cái đặc biệt như vậy quý vị. Nếu không phải là ông Trump, họ không đi bầu. Và nếu là ông Trump, họ chỉ đi bầu trong mùa bầu cử tổng thống và chỉ bầu cho ông Trump mà thôi. Đây là một trong những cái mà chúng ta thấy được từ cái cuộc phỏng vấn của ông Mark Fisher, là cái người lãnh đạo và sáng lập phong trào Black Lives Matter tại Rock Island. Bây giờ thì ông đã nhường lại cho người khác. Ông ra Washington DC, ông lập một cái phong trào Black Lives Matter ở Washington DC, nhưng không đi theo đường hướng của cái đám thổ tả ở Georgia và ở Cali. Ông lập ra Black Lives Matter chủ yếu là support, hỗ trợ cho người da đen vượt nghèo khó, có được bằng cấp và có được ổn định, tạo tài sản riêng cho mình. Chứ không lợi dụng cái màu da của mình để trục lợi, nào là đa dạng, nào là hội nhập vân vân. Thì Mark Fisher đi vào cái đường hướng này, y chang giống như là cái phong trào plastic của Candace Owens. Do đó quý vị, lần này cuộc bầu cử này, nếu mà nhìn trên phương diện này, thì tôi biết rằng là những người bầu trong Trump, họ biết được. Họ biết được họ làm cái gì. Và họ không có ồn ào. Nó tương tự như năm 2016. Một cú đánh bất ngờ mà Hillary không tưởng tượng nổi. Khi mà cái khối thầm lặng này tràn ra bỏ phiếu. Nó làm cho cả một cái đảng Dân Chủ giật bắn người. Trước chiến thắng của ông Trump, họ còn không tin, họ còn không muốn thừa nhận kết quả là ông Trump thắng. Thì quý vị, năm nay thì 2024 nó sẽ quay trở lại của cái giai đoạn của 2016. Khối phiếu thầm lặng này họ kinh nghiệm hơn. Nếu 2016 họ bất ngờ đổ ra đường bỏ phiếu cho ông Trump chỉ vì không ưa cái đám ở DC, thì lần này 2024 họ đổ ra đường bỏ phiếu để bảo vệ cho ông Trump. Bởi vì họ biết lần này mà ông Trump thất cử thì toàn gia của ông chưa chắc còn nguyên vẹn. Đảng Dân Chủ và những kẻ thù hận ông Trump sẽ tìm cách gọi là diệt môn đối với ông Trump. Tôi dùng chữ diệt môn. Nó sẽ dùng đủ một cách diệt môn đối với ông Trump. Không phải cá nhân của ông không, mà cả gia đình của ông luôn. Tôi nói là cả gia đình của ông luôn. Cho nên lần này, những Ghost Voter, những người thầm lặng ủng hộ cho ông Trump, họ cương quyết là phải bảo vệ cho ông Trump bằng lá phiếu của họ. Bằng lá phiếu của họ. Chính vì vậy mà tôi nói với quý vị, bầu cử năm nay có những chuyện chưa bao giờ xảy ra sẽ xảy ra. Là bởi vì chưa bao giờ trong một cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ không phải bầu cho người đó lên làm tổng thống để lãnh đạo quốc gia, mà bầu cho người đó là vì muốn bảo vệ cho gia đình người đó không bị diệt môn. Đây là trường hợp duy nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ và tôi nghĩ rằng trong lịch sử của thế giới luôn. Chưa bao giờ có trường hợp người dân đi bầu chỉ để bảo vệ cho gia đình ông Trump không bị diệt môn. Và đương nhiên họ tin tưởng vào cái tài lãnh đạo của ông Trump. Nhưng mà mục tiêu lần này của họ mà trở thành những Ghost Voter là bởi vì họ biết ông Trump lần này thất cử thì toàn gia sẽ bị diệt môn. Đảng Dân Chủ và những kẻ thù hận ông Trump sẽ không tha cho ông. Nó sẽ rượt ông cho tới tận cùng tận diệt. Không những là ông mà cả gia đình của ông luôn. Do đó quý vị, cuộc bầu cử năm nay tôi được xem là một cái cuộc bầu cử vô tiền khoáng hậu của năm nay. Chúng ta chờ xem kết quả như thế nào và những Ghost Voter này sẽ đóng góp như thế nào trong cái sự chiến thắng của ông Trump. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.